Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị lấn sân nhà Hồ Đức Phước, tính chơi lớn hay chơi dại đây? Những tháng gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam có nhiều hoạt động rất mạnh. Đó là một bộ trưởng của bộ trung bình nhưng Nguyễn Thanh Nghị có những bước đi khá động chạm. Vụ khui ra sai phạm đất ở Thủ Thiêm, Nguyễn Thanh Nghị đã cử thanh tra xây dựng đến tận nơi tham gia. Tuy nhiên, vụ Thủ Thiêm là vụ quá lớn, Nguyễn Thanh Nghị chỉ là người tham gia với vai trò quan sát mà thôi. Mới đây, Nguyễn Thanh Nghị lại cho khui ra sai phạm đất đai ở Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Thế Thảo. Sai phạm cách đây hơn 6 năm, nhưng nay Nguyễn Thanh Nghị cho khui lại, làm cho Trung ương đang vào cuộc điều tra sai phạm đó. Số phận ông Nguyễn Thế Thảo trong thời gian tới xem ra không yên vì những hành động của Nguyễn Thanh Nghị bới ra. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Thế và lực của Nguyễn Thanh Nghị khá mạnh. Phía trên thì có Phạm Minh Chính che chở, sau lưng thì có ông bố Nguyễn Tấn Dũng hỗ trợ, nên Nguyễn Thanh Nghị mới là bộ trưởng hăng hái nhất so với các đời bộ trưởng tiền nhiệm từ trước tới nay. Mới đây, vào ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Thanh Nghị lại có phát biểu về thị trường chứng khoán, lĩnh vực mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nắm giữ. Nếu đào sâu, có thể ông Hồ Đức Phước không yên với Trung ương vào thời gian tới. Tại hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững tổ chức vào ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, hội nghị này có mặt ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có bài phát biểu rằng cần kiểm soát, cơ cấu lại tín dụng bất động sản, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tránh rủi ro cho thị trường. Tiếp tục tạo điều kiện cho vay vốn đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định của pháp luật, như cho vay đối với các dự án đầy đủ cơ sở pháp lý có hiệu quả, ưu tiên cho vay đối với dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được phép, cấp phép và khởi công để tạo nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đề xuất các quy định về thuế đối với bất động sản, hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đồng thời cần rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất đảm bảo thống nhất, phù hợp thực tế của địa phương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị lấn sân sang lĩnh vực tài chính. Nói về vấn đề xây dựng và phát triển nhà thì đấy là vấn đề của ông Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, động đến vấn đề thị trường vốn, thị trường chứng khoán thì đấy là lĩnh vực của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Đây là hành động lấn sân rất không nên, bởi Bộ Tài chính hiện nay đang có nhiều ung nhọt, rất dễ bị bung ra. Nếu ông Nguyễn Thanh Nghị cứ tiếp tục đào sâu như thế, thì thế nào Hồ Đức Phước cũng thấy là một mối đe dọa cho bản thân mình. Hiện nay, thị trường tài chính, mà đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam, đang rối như canh hẹ. Hàng loạt quan chức trong ngành chứng khoán đã bị bắt và đã có quan chức thuộc Bộ Tài chính đã bị kỷ luật. Báo chí cũng đã nói rất nhiều về mặt thị trường vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Các doanh nghiệp này đang vào tầm ngắm. Bộ Tài chính đang rất dễ vỡ. Có thể rồi đây những cựu quan chức và các quan chức đương kim cũng sẽ dính tới bàn tay kỷ luật của Nguyễn Phú Trọng. Từ thời ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chất chứa rất nhiều tiêu cực, và theo nguồn tin nội bộ đưa ra ngoài thì rất có thể Bộ Chính trị sẽ kỷ luật ông đương kim Bí thư thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Mà ông Đinh Tiến Dũng ngã thì Hồ Đức Phước khó lòng có thể trụ vững. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đang cố chứa những khối u trong Bộ Tài chính này. Nguyễn Thanh Nghị đang làm rất tốt vai trò tiên phong. Tuy nhiên, làm tiên phong có tốt hay không thì chưa biết. Nếu thành công thì hưởng nhiều, không thành công thì mang họa. Như ông Nguyễn Bá Thanh một thời làm lính tiên phong cho Nguyễn Phú Trọng, nhưng rồi kết quả nào mà ông phải chịu thì mọi người cũng đã biết. Vì thế, với hành động này của Nguyễn Thanh Nghị, có vẻ như ông Nghị muốn chơi lớn. Tuy nhiên, là chơi lớn hay chơi dại thì cần phải có thời gian xem xét. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Chí Thanh ngồi vào ghế chủ tịch Chu Ngọc Anh, thế lực Nguyễn Sinh Hùng nổi dậy hay lụi tàn. Chiều ngày 15 tháng 7, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết Bộ Chính trị phân công ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Văn Thưởng được chỉ định là người thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động phân công ông Trần Sĩ Thanh giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, đã là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa. Lần này ông Trần Sĩ Thanh về ngồi ngay chiếc ghế nóng mà ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh để lại. Có mặt tại buổi trao quyền cho ông Trần Sĩ Thanh có ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Dũng đang là nhân vật rất có thể bị cho lên thớt trong thời gian tới đây. Đây là hình ảnh ông Trần Sĩ Thanh, tân Chủ tịch Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh, 51 tuổi, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính, kế toán, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết khóa 12 và 13. Ông Thanh từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính. Từ năm 2008, ông Thanh bắt đầu được luân chuyển về địa phương, sau đó giữ các nhiệm vụ như Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ cuối năm 2017, ông giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tháng 8 năm 2020, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tháng 4 năm 2021 đến nay, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thành ủy Hà Nội hiện có 3 Phó Bí thư, gồm có bà Nguyễn Thị Tuyến, 51 tuổi, ông Nguyễn Văn Phong, 54 tuổi và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 56 tuổi. Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Đinh Tiến Dũng, 61 tuổi. Ông Dũng đã từng có thời gian đảm nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 8 năm 2011 cho đến tháng 5 năm 2013. Đây là hình ảnh quyết định bổ nhiệm của Bộ Chính trị. Như vậy là cháu của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang tiến rất gần đến chiếc ghế có thể là bàn đạp vào Bộ Chính trị sau này. Đây được xem là bước tiến quan trọng của thế lực ông Nguyễn Sinh Hùng mà người ta tưởng rằng đã lụi tàn từ rất lâu. Từ năm 2011, ông Nguyễn Sinh Hùng bị đưa vào ghế Chủ tịch Quốc hội xem như là một thất bại vì ông Hùng khi đó muốn thay ông Lê Thanh Hải làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, vị trí ngon ăn hơn rất nhiều vị trí Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Lê Thanh Hải quá mạnh nên ông Nguyễn Sinh Hùng đã phải về Hà Nội nhận giải an ủi là chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội không có thực quyền mà chỉ biết gật đầu theo quyết định của Đảng. Ngồi chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng xem như giảm quyền lực và đến năm 2016, ông Hùng mất quyền lực hoàn toàn. Ông Nguyễn Sinh Hùng có nâng đỡ ông Vương Đình Huệ từ nhiều năm trước, tuy nhiên ông Huệ không phải là người trong dòng họ của Nguyễn Sinh Hùng. Chỉ có Trần Sĩ Thanh là cháu ông mới là thế lực thuộc nhóm lợi ích gia đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Sinh Hùng đang gây dựng cho Trần Sĩ Thanh. Nhìn bề ngoài, chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội thì trông có vẻ triển vọng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, chiếc ghế số 2 ở thành phố Hà Nội được xem là ghế hung hiểm. Ông Nguyễn Thế Thảo hiện nay đã về hưu nhiều năm nhưng xem ra ông cũng không yên, có thể bị kỷ luật và khởi tố bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Đức Chung thì đã vào tù và cả người tiền nhiệm của ông Trần Sĩ Thanh là Chu Ngọc Anh cũng đang ngồi tù nốt. Việc ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội rồi lụi tàn sự nghiệp là một vết xe đổ của các quan chức đi trước và giờ đây ông phải tiếp quản nó. Không biết đây là phúc hay họa của ông Trần Sĩ Thanh, chờ thời gian vài năm nữa sẽ rõ lộ trình của nó.